sẽ hướng dẫn chị cách lắp cái bình bù yếu này. Van thì mình sẽ lắp vào trong cái phần hõm này của cái van vàng này, không phải là mặt này nhá, mà là cái mặt hõm này. Đây, ấn vào cái lẫy, mình ấn xuống, đi xuống, đi xuống xong đúng thì mình lắp vào đây. Cái này khi mà mình lắp vào bình, mình cho vào bình sữa ấy, mình sẽ để ngửa cái mặt có van trắng này, không để úp như này, úp này là sai này, sữa là sữa không chảy ra này, mà úp phải để cái phần mặt van trắng lên trên này. Núm thì mình sẽ lắp vào, xoay vào này, xoay vừa phải thôi, chị đừng xoay chặt quá mà nó sẽ bị cứng cái núm này, bóp nó sẽ khó. Và cái thứ hai là nó sữa nó sẽ bị rò rỉ ra đây. Mình bóp vừa phải nhé. Khi mà mình bắt đầu mình cho bé ti thì mình sẽ bóp hết không khí ở núm này ra trước này, bóp cái không khí này. Bóp lần thứ hai mình vẫn sẽ giữ tay ở núm như thế này và mình dốc bình xuống, sữa sẽ chảy ra ngoài cái núm này, nó sẽ chảy ra đây. Khi mà mình cho bé bú thì nó có ba vạch chia như thế này, ngắn nhất này, trung bình này, vạch dài nhất này. Thì cái này là phần vạch này là sẽ hướng vào phần sống mũi của trẻ. Bé bú ít thì mình để cái vạch này hướng vào sống mũi, còn bé bú trung bình thì mình để vạch trung bình, và vạch dài là uống nhiều nhất và sữa ra nhiều nhất. Đây ví dụ như là em bóp là ở cái phần vạch trung bình nhá. Trung bình là cái phần này hướng vào sống mũi của trẻ này. Khi mà mình cho bé bú là mình sẽ hỗ trợ mình bóp như thế này và sữa sẽ chảy ra đây. Hoặc là đây là khi mà bé không tự bú được, còn nếu mà bé mà tự bú được, tự mút được thì mình sẽ cho cái núm này, cho bé ngậm sâu trọn cái núm này, không ngậm lên đây nhé, tại vì ngậm lên đây cái này phần này to nó cứng, mình chỉ ngậm phần dưới núm này thôi, ngậm sâu cái phần núm dài dài này là được. Còn phần trên này là mục đích là để hỗ trợ mình bóp thôi. Đây, sữa chảy ra. Khi mà sữa chảy ra, khi mình bóp này sữa chảy ra vào miệng trẻ thì cái sữa ở trên bình này nó sẽ tiếp tục chảy dần xuống cái núm này.